Là người của công chúng, các nghệ sĩ mỗi ngày phải đối mặt với hàng trăm tai bay và gió, và dính thị phi liên hoàng vì những hiểu lầm không đáng có. Nói đâu xa, tối ngày 15 tháng 5, lời Quyên đã đăng status dài bàn về những người tiểu nhân và quân tử trong cuộc sống. Nữ hoàng phòng trà đã khéo léo cho biết đây là cảm xúc sau khi xem xong một bộ phim, nhưng vẫn bị netizen bắt bẻ cho rằng cô đang cố tình đá xéo drama giới nghệ sĩ và đại gia Phương Hằng đang diễn ra. Không hề im lặng hay khoan nhượng cho qua. Lệ quyên quyết chiến trăng, một đáp một với anti-fan ngay phía dưới phần bình luận của bài viết. Khi bị mỉa Mai Coi trường bị chửi rồi lại bảo, lôi cả đám vào, lệ quyên tách thẳng tên netizen này và đáp luôn, dính vào ai và ai chửi vậy em? Đây là cảm xúc cá nhân chị, quan điểm của chị em ơi. Chị thích nói vì đây là quyền của chị. Chính những người hay suy diễn, xuyên sỏ như em mới là trung tâm của rắc rối, khổ những người không tỉnh táo chứ chị làm dâu trăm họ chị vững tâm lý lắm em. Lệ Quyên đăng bài nêu triết lý và suy nghĩ về chuyện tiểu nhân và quân tử trong cuộc sống, ai ngờ cũng không tránh khỏi những lời mỉa mai của Antifen. Tự dựng bị Antifen cho rằng viết status đá xéo vụ lùm sùng của giới nghệ sĩ, Lệ Quyên đáp một trọi một cực thẳng thắng. Nhắc kia cũng không vừa khi cho biết chỉ muốn tốt cho Lệ Quyên, và không muốn cô vướng vào lùm sùng nên mới góp ý thế kia. Lệ Quyên tiếp tục bình tĩnh khẳng định mình là gia đình văn hóa, còn đề nghị Antiphane nêu rõ tên ai liên quan để trải thảm đỏ đưa tận nhà, gấp vui. Lời đáp trả thẳng thắng, dặn mặt, Antiphane tinh tế và khéo léo của lợi Quyên được người hâm mộ khen ngợi.